Trời ơi. Trời, nguy hiểm nha. Chúc hôm nay em có thích em cũng đừng nói nha. Để anh nói giùm cho. Thôi mời Trinh. Bên kia chưa có mối tình nào, còn Trinh mấy mối tình? À, em chắc là cũng gần giống bạn, cũng yêu đơn phương thì cũng có nhiều, nhưng mà nếu nói mối tình thì dừng lại ở mức tìm hiểu thôi. Chào em Trinh. Dạ em chào chị. Coi như cũng chưa có mối tình nào đó. Thôi coi như trời cũng muốn cho tụi em hôm nay gặp nhau đó. Em muốn có một người yêu thế nào, nói cho bà mối bà biết đi. Ừ. Tôi coi, dạ. tôi xe duyên coi sao nào. Em thì không có tiêu chuẩn gì nhiều về người yêu, chỉ cần dễ nhìn tí là được. Còn với lại tính cách thì phải biết quan tâm và chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. Em mong muốn cái ngoại hình của người con gái, người yêu của em sẽ như thế nào? Nói chung là dễ nhìn một tí, gương mặt phúc hậu. Cao bao nhiêu? Cao thì em cũng không đòi hỏi cao, bởi vì em cũng không có cao nên chỉ cần 1m55. Ờ, vừa vừa được rồi ha. Rồi người mình dây hay là mình ống chỉ? Mình ống chỉ là sao? Thon gọn là được chị. Cũng vâng là hơi ống chỉ đó. Thân hình ống lưu con. Được rồi, để mình qua xem. Sao? Muốn tặng bạn gái một bài sáo được. Ok. Khoan, để giống như là chim chi thổi sáo vậy đó nha. Để anh hỏi nha. Bạn gái trước, sau đó rồi bạn gái nói chuyện đi, rồi bắt đầu em thổi sáo coi bạn gái hình dung em như thế nào. Ôi chào em gái. Dạ em chào anh Nguyên Linh. À, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ mẫu người của em á, thì em mong muốn là bạn đó không có gia trưởng. Và có việc làm ổn định và thông cảm được cho cái công việc của em. Gì nữa không? Dạ phải biết. Đưa về mình cho bạn gái cùng nghe luôn. À, đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân. À, chào bạn gái bên kia và gia đình bạn gái cùng toàn thể quý vị khán giả đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay. À, em tên là Trương Quốc Trình, em năm nay 33 tuổi, em đến từ Nghệ An ạ. Trình làm công việc gì? Dạ công việc của em là kỹ sư thiết kế kỹ thuật đồ gỗ nội thất xuất khẩu ạ. Hiện em đang làm việc cho một văn phòng đại diện của anh ở Bình Dương ạ. Nhà mình ở Bình Dương có chưa? Không, em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương nhưng em chưa có nhà, nhưng mà em có mua đất ở dưới đây. Mua đất Bình Dương rồi. Dạ. Giờ có vợ là có đôi khi xây nhà rồi ha. Dạ. Thôi mời nhà gái. Chúng mình giới thiệu đi nào. Dạ em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Và chào toàn khắc khán giả trong trường quay và bạn trai bên kia. Em tên là Lê Nguyễn Ngọc Châu, hiện em 34 tuổi và đang là giáo viên mầm non công tác ở quận 1 ạ. Bây giờ thì Trình nói cho Châu biết về một số cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Về tính cách của em thì em là một người khá là điềm tĩnh và hiền lành. Em thì hòa đồng và sống tình cảm, biết quan tâm và chia sẻ, lo lắng và suy nghĩ cho người khác, cho gia đình, người thân ạ. Tốt. Ưu điểm của em thì em là người sống tự lập từ bé. Thì đến 5 tuổi thì em đã sống xa gia đình rồi. Có khuyết điểm gì không Trình? Dạ khuyết điểm thì em hay suy nghĩ một chút. Suy nghĩ. Với lại dễ tin người. Em có một cái nữa là có hút thuốc nhưng mà đang bỏ. Dạ. Bỏ bớt đi. Dạ. Thôi mời nhà gái. Dạ điểm mạnh, ưu điểm của em á là em rất là vui vẻ, hòa đồng, làm việc cũng chăm chỉ. Khuyết điểm của em á thì là em có tính là hay quên và nhiều khi cũng hay thích đi lòng vòng á, lái xe đi lòng vòng không biết làm gì á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào hết ạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Lý do tại sao? Dạ thì thứ nhất thì cũng là do công việc á, công việc môi trường của em thì tiếp xúc với lại con nít, chủ yếu là con nít là nhiều. Môi trường làm việc thì không có nam. Phải chăng là em cũng có khó tính chút, có kén chọn chút đúng không? Dạ dạ cũng không khó lắm. Cũng có gặp nhiều nhưng mà em chỉ mới mức độ là thích đơn phương thôi. Vậy mình đó. Thích xong rồi cái người ta đi lấy vợ luôn. Ồ. Không chịu nói ra đúng không? Cứ đơn phương âm thầm vậy đó. Cứ thích dạ, ai có. Lấy vợ hả? Dạ có lúc lạ nói, có lúc nói, có lúc không, nhưng mà khi mà nói thì người ta đi lấy vợ nhanh hơn. Trời ơi. Dạ. Trời, nguy hiểm nha. Chúc hôm nay em có thích em cũng đừng nói nha. Để anh nói giùm cho. Thôi mời Trinh. Bên kia chưa có mối tình nào, còn Trinh mấy mối tình? À, em chắc là cũng gần giống bạn, cũng yêu đơn phương thì cũng có nhiều, nhưng mà nếu nói mối tình thì dừng lại ở mức tìm hiểu thôi. Trời. Chào em Trinh. Dạ em chào chị. Coi như cũng chưa có mối tình nào đó. Thôi coi như trời cũng muốn cho tụi em hôm nay gặp nhau đó. Em muốn có một người yêu thế nào, nói cho
bà mối bà biết đi. Tôi coi, dạ. tôi xe duyên coi sao nào. Em thì không có tiêu chuẩn gì nhiều về người yêu, chỉ cần dễ nhìn tí là được. Còn với lại tính cách thì phải biết quan tâm và chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. Em mong muốn cái ngoại hình của người con gái, người yêu của em sẽ như thế nào? Nói chung là dễ nhìn một tí, gương mặt phúc hậu. Cao bao nhiêu? Cao thì em cũng không phải cao, bởi vì em cũng không có cao nên chỉ cần 1m55. Vừa vừa được rồi, dạ, ha. Vừa vừa. Rồi người mình dây hay là mình ống chỉ? Mình ống chỉ là sao? Thon gọn là được chị. Cũng Vân là hơi ống chỉ đó. À. Thân hình ống lưu có. Được rồi, để mình qua xem. Em muốn tặng bạn gái một bài sáo được. Ok. Khoan để giống như là chương trình thổi sáo vậy đó nha. Để anh hỏi bạn gái trước, sau đó rồi bạn gái nói chuyện đi, rồi bắt đầu em thổi sáo coi bạn gái hình dung em như thế nào. Ôi chào em gái. Dạ em chào anh Nguyên Linh. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, mẫu người của em á, thì em mong muốn là bạn đó không có gia trưởng. Và có việc làm ổn định và thông cảm được cho cái công việc của em. Gì nữa không? Dạ, phải biết vi tính nè. Biết vi tính hả? Dạ. Ủa chi vậy? Dạ, tại vì em làm máy á, em hay phá máy lắm. Nên là em cần một người về để sửa máy cho em. Em cũng làm việc văn phòng nên cũng làm thiết kế nhiều, nên cũng biết một ít về cái sửa máy tính. Được. Ngoại hình á, em nghĩ là cái người bạn trai của em phải ngoại hình như thế nào? Dạ, về ngoại hình thì cao hơn em, không có hói là được. Rồi, có người buồn nữa. Cái chương trình này mình né chữ hói á. Hói là tiện đăng vui chật buồn liền. Thôi, hỏi sao đi. Thôi nói sao. Giận mà thương á. Em biết bài này không? Cái tiếng sáo nó ma mị quá. Em cảm nhận thế nào, em hình dung thế nào về chàng vừa mới thổi sáo? Bạn bên đó chắc là người thích lãng mạn. Hình dung thử cơ, người bạn ấy ra sao? Dạ chắc là ốm hơn em. Đúng rồi, thổi sáo riết với em. Thổi riết rồi nó ốm vậy đó. Mình hỏi ý kiến người thân đi coi làm sao. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với lại em gái của em. Dạ con xin kính chào cô Hồng Vân và con chào chú Quyền Linh. Rồi xin chào. Chào anh và chào quý khán giả có trong trường quay ngày hôm nay. Chị gái của em là giáo viên mầm non cho nên là tính tình rất là dễ thương, rất là yêu thích con nít. Thì không biết là anh có thích con nít không ạ? Anh thì rất thích con nít. Dạ. Và chị em cũng có một đam mê về thể thao nữa. Không biết là anh có chơi thể thao đánh cầu anh, không ạ? Anh có thể chơi được các môn thể thao như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, anh đều chơi được. Dạ, nếu vậy thì quá tốt. Và tại vì chị em rất là đam mê về cầu lông thì em cũng rất là hy vọng rằng là hai anh chị cũng sẽ cho nhau cơ hội để mà có thể tiến tới tìm hiểu với nhau ạ. Ủa nó nghe nè con. Dạ. Tôi thấy con quen lắm á. Hình như là thì đó con có tham gia chương trình rồi nè. Dạ. Mới đây nè, rồi cái tình yêu tiến triển sao rồi? Dạ, hiện tại thì tụi con vẫn đang là bạn với nhau ạ. Rồi. Dạ. Vậy là hôm con tham gia chương trình là chị con ngồi dưới nói chuyện đúng không? Dạ đúng ạ. Trời ơi, tôi làm mai nhiều quá, tôi nhớ quen lắm luôn mà không biết gặp ở đâu. Thấy có duyên quý vị. Cảm ơn em. Em lên ngồi ghế đó chị góp ý, bây giờ chị lên rồi tới em nữa. Rồi nhà còn ai vô đây hết luôn đi nha. Dạ nhà có hai chị em thôi. Hàng xóm có ai cũng kéo là đây hết luôn đi nha. Ai chưa có gì là đây hết. Dạ. Thôi, đấy là duyên rồi ha. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với gia đình nhà cô nhà em với các em của em. Rồi mời gia đình có ý kiến ạ. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào cháu.
Chào quý vị khán giả, tôi là cô của cháu Trình. Cháu của cô là sống rất tình cảm và có trách nhiệm với gia đình. Mong lên được chương trình đấy rồi thì các cháu cũng là người trưởng thành, thì cô cũng mong muốn là hai cháu cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến tới sâu hơn. Cháu gái bên này thì cô thấy cũng hiền, phúc hậu. Cháu là nuôi dạy trẻ thì là cô cũng rất vui, mong cháu là cho nhau một cơ hội để hai cháu tiến tới được xa. Cảm ơn cô. Có lẽ Trình đang rất là xúc động đúng không? Tại sao vậy Trình? Trình có thể chia sẻ một chút về cái những cái cảm xúc của Trình như vậy. Trình nè, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Tại em hồi nhỏ thì tuổi thơ của em không có được gọi là được như các bạn khác, thì em sống với ông bà chú mợ, mặc dù thì ông bà chú mợ thì cũng tốt thôi, nhưng mà em cảm thấy thiếu đi hơi ấm của gia đình. Em nhắc đến gia đình em xúc động. Yên tâm là sau chương trình này nếu mà tụi em tìm hiểu và yêu nhau á, thì tụi em sẽ có một cái gia đình riêng của mình, gia đình nhỏ. Và lúc đó thì chắc chắn là em sẽ là cái người chồng tốt, một người cha tốt. Bởi vì em không bao giờ muốn vợ của mình cũng như là con của mình sẽ thiếu đi những tình cảm mà em chưa từng có. Dạ, chắc chắn rồi chị. Chắc chắn là như vậy em, cho nên là chắc chắn là em sẽ làm. Rồi, chắc chắn mọi thứ sẽ trôi qua. Rồi gia đình hai tiếng thiêng liêng đó nó cũng sẽ đến với ta và nó ở với ta thôi. Đúng rồi. Quan trọng chúng ta bảo vệ chăm sóc gia đình như thế nào. Mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Thôi mở rào. Bắt đầu đi Trình. Xin lỗi em, anh hơi xúc động này. Dạ không kể được mặt. Hôm nay đến với chương trình như đúng cũng là cái duyên. Dạ. Thì anh có món hoa, bó hoa tặng em thì có một món quà tặng em, mong em sẽ luôn đẹp như bó hoa. Dạ em cảm ơn anh. Đến đây em cũng có món quà nhỏ tặng. Đây đây, đưa chị cầm hoa giùm. Rồi mở quà đi. Đây là cái mỹ phẩm này thì anh cũng không biết là có hợp em không, nhưng mà anh thấy con gái thì ai cũng thích mỹ phẩm. Dạ anh cảm ơn. Rồi Trình mở anh cái đó xem ra hoa quà của em nhé. Dạ. À, một quyển sách. Lúc đầu anh cũng có ý định tặng em một quyển sách. Thật là trùng hợp thì em cũng dạ. Dạ còn một món nữa. À. Nhưng mà tí xíu anh hãy lấy ra. Rồi bây giờ mình xóa tan đi cái bầu không khí trầm lặng chút xíu. Trình hát tặng cho bạn gái một bài đi, đứng đó hát tặng cho bạn gái một bài cho nó. Hồi nãy em nói đó. Anh sẽ tặng em bài hát Ánh Nắng của anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Trời ơi, sao giống ca giống Đức Phúc quá em. Trời ơi, sao hay, hát hay. Em không có giỏi hát cho lắm, em chỉ giỏi nuôi ăn thôi à. Em nuôi rất là giỏi. Được rồi đó, vậy là em em cái đó hay đó. Cố gắng nuôi bằng này sau bự lên chút ha. Nuôi cho anh tròn trong em là được. Nếu lúc nó về không biết là em tròn hơn anh nữa. Hẹn hò thế nào? Em thì hiện tại đang đi học thêm tiếng Anh vào 3 năm 7. Tranh các ngày đó ra thì các buổi tối là đều dành, có thể dành cho em được. Dạ thì em cũng có cái lịch tập á, em hay đi chơi thể thao á, em hay lịch tập là 3 năm 7 á. À. Thì những ngày còn lại thì em trống. À. Dạ. Thì những lúc nào, đó thì nếu mà em dành thể... được dạ. Thì vậy là cùng được là 3 năm 7 hả? Dạ. Dạ. Vậy là 2 thứ 6 là ba hai đứa đều rảnh đúng không? 2 thứ 6 chủ nhật. Là 2 thứ 6 chủ nhật nữa nghe. Chủ nhật là gì? Vậy em hỏi anh là anh sống nội tâm vậy, nhiều khi em á là
chơi với nít quen rồi đó. Đôi khi em cũng giống nít lắm, thì lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì giận vậy á. Về tưng tưng thôi, tưng tưng cái gì không biết anh chịu nổi em. Ôi, không anh không phải là tưng tưng nhưng anh cũng là người khá là hài hước đấy. Dạ em cũng hài lắm à. Thử em xem, đây là một cậu bé lớp của em đi. Dạ. Em sẽ làm gì? Bé mới đến lớp thì em sẽ hướng dẫn bé cách rửa tay á. Vậy hả? À? Dạ. Hướng đi. Dạ thì trong đó còn một món quà nữa anh. Nữa hả? Dạ thực hành luôn. Thực hành luôn. Dạ. Đây hả? Có lấy là nước rửa tay, keo rửa tay khô anh. Bây giờ mình lấy một ít. Rồi. Dạy cho bé rửa tay hả? Dạ, em dạy cho bé rửa tay. Rồi bây giờ con làm theo cô nha. Con làm này không được cô ơi. Không, bây giờ con xoa như vậy cho đều nè. Rồi bây giờ mình sẽ chú viết chì nha. Tưởng tượng đây là viết chì nha. Rồi bây giờ mình chuốt nè. 1, 2, 3. Đến theo cô nè. 1, 2, 3. Mình xoay nhanh. 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình đổi tay. Khổ quá rồi. Chuốt gì xoay như vậy dễ mà. Rồi cái này chuyển qua cái này dễ hơn nè con. Bây giờ mình tưởng tượng đây là cầu tuột ha. Mình tuột ha. Rồi tuột nè. 1, 2, 3. Đổi tay. 1, 2, 3. Bây giờ mình tuột ống nè. Xe tóc bạc. Mình tuột nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình sẽ chà tay nha. Con đan tay vào nhau. Rồi bây giờ mình chà. Cái này giống như trong cô biết đó coi. Đúng rồi. Bây giờ mình bạn mới lên lớp là phải như vậy. Rồi bây giờ nè, trận cuối cùng là mình bắt nước cam nè. Bây giờ mình tưởng tượng nha. Cái cam nè. Rồi bây giờ mình bỏ cho lòng tay bắt đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi xong, Dũng. Về hai chồng chơi này hoài vui này. Được đó. Về lúc nào mà hai đứa giận nhau chơi này vui nè. Bây giờ hai đứa tay sạch rồi nắm tay nhau đi. Nào Trình. Dạ. Nắm hai tay luôn. Trình nhìn thẳng vào mắt Châu. Cảm nhận nãy giờ qua cuộc đối thoại, Trình trong lòng của mình thấy thế nào? Thì anh mong là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Tất nhiên là chúng ta tìm hiểu, còn về tương lai thế nào có đến được với nhau hay không thì trong quá trình tìm hiểu thì chúng ta mới biết được những tính xấu và khuyết điểm của nhau. Bởi vì không phải là ai cũng hoàn hảo cả. Nên ở đây chúng ta chỉ là cái duyên để đến gặp ở đây thôi. Còn trong cái quá trình mà mình tìm hiểu thì biết đâu đó em sẽ thấy anh những cái xấu nữa hơn nữa nó rời ra thì em lại không chấp nhận anh. Nhưng mà anh hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhau thôi. Điều đấy là anh sẽ rất cảm ơn. Dạ. Rồi cảm ơn em. Bấm đi nè, đang ngồi để bấm nè. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, hai cái gặp gặp cùng lúc luôn rồi. Đấy, tay đã xen vào tay. Trời ơi trời, hồi nãy cô kêu trò rửa tay rồi đó. Rồi bây giờ sai trò nên cấp. Ừ, rồi bây giờ á, trò đóng mọc lên má của cô đi. Em cho anh hôn em. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Các bạn hãy đưa đi đến những nơi nào mình thích.
Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Đấy.